Bùi Tuấn, xin chào quý vị và các bạn. Xin chúc tất cả chúng ta một ngày mới thật là nhiều niềm vui rực rỡ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cái nội dung ngày hôm nay, trong cái video ngày hôm nay, cho phép Bùi Tuấn được chia sẻ hai cái nội dung chính xoay quanh cái việc là chúng ta vay ngân hàng để chúng ta mua nhà. Và cái nội dung này thì nó cũng vô cùng quan trọng đối với tất cả những cái anh chị đã, đang và sẽ mua nhà tại các cái dự án mà được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong một cái thời gian nhất định nào đấy. Ví dụ như các cái dự án Vinhome của Vinhome như là Vinhome Smart City, Vinhome Ocean Park, Vinhome Grand Park quận 9, các cái dự án của MLK Group như là dự án The Magic One, dự án Imperia Smart City, hoặc thậm chí là kể cả những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng, những cái dự án đầu tư nữa. Ví dụ như các cái dự án về của các cái dự án các cái sản phẩm shop VinWonder của United Center của Vingroup của Vinpearl, hoặc là các cái dự án Condotel VinHoliday của Vinpearl nữa. Đó thì Tuấn tin rằng khi mà xem hết cái video này thì các anh các chị có thể nắm được hầu hết là các cái công thức, mặc dù nó rất là đơn giản thôi, những cái công thức mà sẽ tính ra được cái số gốc hàng tháng và cái số lãi hàng tháng mà chúng ta thanh toán cho ngân hàng là bao nhiêu. Tuấn tin chắc rằng cái điều này nó vô cùng quan trọng bởi vì bản thân Tuấn cũng là một người đã đang mua nhà và đang vay ngân hàng. Thì khi mà chúng ta biết được cái số những cái số liệu đó chính xác lên đến hơn 90% ấy thì là chúng ta gần như là chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta dành toàn bộ những cái sự tập trung của mình, những cái cảm xúc của mình vào cái công việc chính tạo ra để tạo ra những cái sự đột phá trong tương lai, và đặc biệt là chúng ta có được những cái cảm xúc trọn vẹn khi mà chúng ta sống trong cái cuộc sống của mình, đại loại là như vậy. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi xem một cái anh bạn này, anh ấy vay ngân hàng 1 tỷ và anh ấy cũng mua nhà ở trong một cái dự án được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất nhé. Thì anh ấy vay 1 tỷ, tức là ngân hàng cho anh ấy dư nợ là 1 tỷ, thời gian vay là 20 năm, tức là 240 tháng, và cái lãi suất giả định mà Tuấn đang giả định ở đây thì nó là 10,5% một năm. Xem là cái số gốc hàng tháng và cái số lãi hàng tháng anh ta phải đóng là bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay lại cái màn hình laptop của Bùi Tuấn để chúng ta xem chi tiết hơn. Chúng ta sẽ xem rõ hơn khi mà Tuấn đã làm sẵn một cái file Excel rất là chi tiết, rất là rõ ràng ở đây rồi. Bây giờ một lần nữa xin mời quý vị và các bạn mời tất cả chúng ta xem cái bảng Excel này. Nhé. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đây là một cái bảng tính dòng tiền thanh toán cho ngân hàng, tức là cái số tiền gốc và số tiền lãi hàng tháng mà chúng ta phải thanh toán cho ngân hàng là bao nhiêu. Thì chúng ta có những con số như thế này. Thì anh bạn này anh ấy mua một cái căn nhà trị giá là 1 tỷ 429 triệu đồng. Đấy. Số tiền vay là 1 tỷ, tức là vay 70%, và thời gian vay là 240 tháng. Cả nhà thân mến, 240 tháng là 240 kỳ trả nợ nhé. Nghĩa là ngân hàng người ta quy định rằng ấy, là mỗi một tháng là một kỳ trả nợ gốc. Đấy, thì 20 năm là 240 tháng tương ứng với 240 kỳ trả nợ gốc quý vị và các bạn nhé. Đây, đây là cái phần lãi suất 10,5%. Đây là cái lãi suất giả định quý vị và các bạn nhé. Thì bên dưới này, đây là chúng ta có mấy cái cột này. Đây là kỳ trả nợ này. Đây là gốc số dư đầu kỳ này. Số dư đầu kỳ ở đây là 1 tỷ này. Gốc cố định hàng tháng này, lãi này, gốc cộng lãi này. Thì cả nhà thân mến,
cái số gốc cố định này á, cái số gốc hàng tháng mà chúng ta phải thanh toán cho ngân hàng ấy, nó là một cái số gốc cố định nhá. Khi mà chúng ta vay ngân hàng thì thông thường là ngân hàng người ta sẽ offer cho mình một cái phương án thanh toán là gốc cố định hàng tháng. Ngoài ra thì nó còn có cái phương án thanh toán nữa, phương án thanh toán cái tiền gốc này nữa, đó là trả gốc hàng quý. Đấy. Nhưng mà thông thường thì Tuấn chỉ thấy là mọi người thường là thanh toán số gốc hàng tháng thôi. Thì cái con số gốc này là số gốc cố định nhá. Thì số gốc này nó tính rất là đơn giản thôi. Đây mọi người nhìn thấy những cái công thức của Excel này nó rất là phức tạp đúng không? Nhưng mà về cơ bản là như thế này. Thì để tính ra cái số gốc này ấy, thì ngân hàng người ta sẽ tính là người ta sẽ lấy là cái số dư nợ đầu kỳ, tức là cái số tiền mà chúng ta vay. Đấy. Người ta sẽ chia cho 240 kỳ trả nợ thì nó sẽ ra cái số gốc hàng tháng. Đây ví dụ như Tuấn tính lại nhá. Đây ví dụ như mình lấy 1 tỷ này, mình lấy 1 tỷ này. Đây. Mình lấy 1 tỷ. Mình lấy 1 tỷ này. Đây. Đây. Đây 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 đây. 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 Đây mình lấy cái này. Đây này đi. Mình chia cho. Ủa cái này sao nó không ra nhỉ? À, quý vị các bạn chờ Tuấn một chút nhá. Đây rồi, ra rồi, chắc là cái ô kia nó có vấn đề. Đấy, thì mình sẽ lấy 1 tỷ mà chia cho 240 kỳ thì nó thành là 4 triệu 167 ngàn 916 đồng. Đấy, đây. Đây là cái số gốc hàng tháng nhá. Cái số gốc hàng tháng mà chúng ta phải thanh toán cho ngân hàng. Đấy, từ kỳ thứ nhất đến kỳ thứ 240. Và đây là cái số lãi hàng tháng mà chúng ta phải thanh toán. Và cái công thức tính ở đây thì nó cũng sẽ lấy là nó sẽ lấy cái số dư nợ đầu kỳ, tức là cái số tiền mà chúng ta vay. Đấy, nhân với 10,5% một năm chia cho 12 tháng. Tức là nó sẽ lấy cái số dư đầu kỳ, cái số tiền mà chúng ta vay mà nhân với cái thời gian nhân với cái lãi suất hàng năm, cái lãi suất một năm thì nó sẽ ra là 8 triệu 7. Đây, 8 triệu 7 đây. Và cái này là gốc. Cái cột này là gốc và lãi hàng tháng là bao nhiêu đây? Là 12 triệu 920 ngàn đồng 542. Đó, thì cái gốc này nó là cái gốc cố định rồi. Đấy. Tuy nhiên chúng ta hãy thật chú ý đến cái phần số dư đầu kỳ cũng như là số dư cuối kỳ hàng tháng. Đây, chúng ta hãy chú ý đến cái phần này. Đây, chúng ta hãy chú ý đến phần này. Thì ví dụ như là cái kỳ trả nợ thứ hai này ấy, thì nó chỉ có 996 triệu đồng thôi. Đó. Và bởi vì là nó có cái số dư 996 triệu đồng là ngân hàng người ta sẽ tính là người ta sẽ lấy cái số dư nợ của cái kỳ trước đấy, trừ đi cái gốc cố định mà chúng ta đã đóng ở kỳ 1. Đấy thì nó ra cái số này. Thì nó ra cái số dư nợ đầu kỳ của cái kỳ thứ hai và đến cái kỳ thứ ba cũng vậy, kỳ thứ tư cũng vậy, kỳ thứ năm cũng vậy, kỳ thứ sáu cũng vậy và nó cứ giảm dần như thế. Và tất nhiên rồi là cái số tiền mà chúng ta được trừ thì nó chỉ là cái gốc cố định hàng tháng thôi. Còn cái tiền lãi đây thì chúng ta hoàn toàn không đụng nó đến. Và ngân hàng người ta cũng không trừ cái số tiền lãi mà hàng tháng mà chúng ta đã đóng cho họ. Người ta chỉ trừ cái phần gốc này thôi. Đây là một cái lưu ý đặc biệt mà cả nhà cần phải chú ý nhé. Đấy. Thì với một cái số dư nợ là 1 tỷ, tức là anh ta vay 70% thì trung bình là anh ta sẽ thanh toán cho ngân hàng trung bình là 12 triệu 920 ngàn đồng một tháng. Và cái số dư nợ, tức là cái số tiền của anh ta vay thì nó sẽ giảm dần theo từng kỳ. Đó, tuy nhiên ấy, là Bùi Tuấn luôn tư vấn cho các cái khách hàng của mình hoặc là tư vấn cho bạn bè của mình. Nếu chúng ta vay ngân hàng thì chúng ta chỉ nên vay tối đa là 50% thôi. Tức là
sau thời gian hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư nếu có thì chúng ta sẽ thanh toán cho ngân hàng 20% còn lại. Bởi vì lúc đầu là chúng ta vay 70% mà, thì giả sử như đây chúng ta vay 50% thôi chẳng hạn. Ví dụ như hết thời gian hỗ trợ lãi suất chúng ta vay 50%. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem là mỗi một tháng thì chúng ta thanh toán cả gốc cả lãi cho ngân hàng là bao nhiêu. Đây quý vị và các bạn thân mến, ở cả nhà thân mến, thì nếu mà chúng ta chỉ vay ngân hàng có 50%, tức là hơn 700 triệu đồng, 714 triệu đồng, thì số gốc cố định hàng tháng chúng ta phải đóng cho ngân hàng là 2 triệu 9 này, số lãi hàng tháng là 6 triệu 251 này, thì cộng cả gốc cả lãi là 9 triệu 228 ngàn đồng. Đó. Ở trong trường hợp là chúng ta chỉ vay 30% thôi, giả sử như chúng ta vay 30% thôi nhá, chúng ta vay 30%, điều đó có nghĩa là chúng ta đã thanh toán cho ngân hàng 70% cái số tiền mà mình vay tại cái thời điểm chúng ta hết thời gian hỗ trợ lãi suất. Đó. Thì chúng ta chỉ có vay ngân hàng là 428 triệu đồng mà thôi. Đây, nếu mà chúng ta chỉ vay ngân hàng 428 triệu đồng thì số gốc hàng tháng chúng ta phải đóng là 1 triệu 786 ngàn và số lãi là 3,7 triệu. Số gốc và số lãi hàng tháng là 5 triệu 5. Đấy. Thì đây là một cái con số mà Tuấn thấy nó cũng tương đối là hợp lý, và cái số liệu này nó cũng tương đối là chính xác quý vị và các bạn nhé. Nó tương đối là chính xác. Nó tương đối là chính xác nếu cái mức lãi suất dự kiến này này nó nằm trong cái khoảng này và nó có cái độ sai lệch rất là nhỏ. Ví dụ như nó chỉ sai lệch khoảng tầm 0,1, 0,2, 0,3% thì cái số liệu này nó cũng tương đối là chính xác. Nó chính xác lên đến 90% thì nó sẽ giúp chúng ta hoàn toàn yên tâm đến với cái số tiền gốc và số tiền lãi hàng tháng của mình, để chúng ta có nhiều cái kế hoạch phân bổ về cái cán cân thu nhập cũng như là thu chi cho gia đình của mình. Đấy quý vị và các bạn thân mến, các anh chị thân mến, thì nếu các anh các chị mà muốn biết được cái số gốc và số lãi hàng tháng của mình là bao nhiêu thì các anh các chị có thể comment dưới cái video này, bình luận dưới video này, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Bùi Tuấn thông qua số hotline 0987 907 165, thì Tuấn sẽ gửi cho anh chị một cái file Excel như thế này, thì anh chị sẽ tự động nhập những cái số liệu mà mình đang cần ngân hàng hỗ trợ là bao nhiêu, thì nó sẽ ra cái số tiền gốc và lãi hàng tháng của bao nhiêu, để các anh các chị chủ động hơn trong cái công việc của mình, trong các cái phương án tính toán, phương án vay của mình anh chị nhé. Ok. Đến đây thì Tuấn tin chắc chắn rằng hầu hết mọi người khi mà xem video này của Tuấn thì đã nắm được các cái công thức tính cái số gốc và số lãi hàng tháng của mình. Tuấn tin chắc chắn rằng cái video này nó sẽ vô cùng hữu ích cho mọi người, đặc biệt là những anh chị, những cái bạn mà đang có ý định mua nhà trong tương lai gần. Đó. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thì đối với cái nội dung thứ hai ấy là chúng ta sẽ dự tính được. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ở trong cái nội dung thứ hai này thì cho phép Bùi Tuấn được chia sẻ là hai cái yếu tố chính để cho chúng ta có thể tính được cái số tiền mà ngân hàng cho mình vay tối đa là bao nhiêu khi mà chúng ta muốn mua một cái tài sản nào đấy, và cái tài sản đó nằm trong cái danh mục được ngân hàng hỗ trợ. Ví dụ như là chúng ta vay tiêu dùng, hoặc là chúng ta vay mua ô tô, đặc biệt là vay mua ô tô. Đấy. Thì chúng ta sẽ dựa trên hai cái yếu tố này và chúng ta có thể tự tính được, mà chúng ta chưa cần phải nhờ các cái anh em trong lĩnh vực tài chính cũng như là các anh em bán sản phẩm. Đó là chúng ta dựa trên yếu tố thứ hai yếu tố thứ nhất. Chúng ta sẽ dựa trên hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái nguồn thu nhập hàng tháng của mình. Yếu tố thứ hai là cái mức chi tiêu của mình. Đó. Thì chúng ta chỉ cần dựa trên hai cái yếu tố này là chúng ta có thể tính toán sơ bộ được là số tiền mà ngân hàng cho mình vay tối đa là bao nhiêu. Ví dụ như là chúng ta
cần mua một cái ô tô trị giá 600 triệu. Đấy, thì chúng ta sẽ tính được là cái số tiền mà chúng ta sẽ được vay là bao nhiêu, và dựa trên cái số thu nhập hàng tháng cũng như là cái số tiền chi tiêu hàng tháng mà chúng ta đang có. Đấy, thì cái nội dung thứ hai này ấy, thì nếu quý vị và các bạn muốn biết được chính xác thì quý vị và các bạn hãy vui lòng comment ở bên dưới cái video này. Đó, thì quý vị và các bạn chỉ cần comment hai cái số liệu chính, là số liệu thứ nhất đó là thu nhập hàng tháng, số liệu thứ hai là chi tiêu hàng tháng, thì Tuấn sẽ tính toán và trả lời quý vị và các bạn ngay trong vòng 15 phút, và Tuấn cũng sẽ trả lời ở bên dưới cái comment đó của quý vị và các bạn luôn, ngay vào luôn, để đảm bảo rằng quý vị và các bạn, các anh các chị sẽ có được những cái thông số, những cái số liệu tương đối là chính xác để làm một cái cơ sở để giúp mình quyết định, giúp mình đưa ra cái quyết định là chúng ta sẽ mua sắm những cái sản phẩm, những cái tài sản mà chúng ta dự định sẽ tậu đó về trong năm nay quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì đến đây cho phép Bùi Tuấn được dừng lại video ở đây. Thì trong thời gian tới Tuấn sẽ làm nhiều video hơn nữa về các cái thắc mắc cũng như là các yêu cầu mà quý vị và các bạn quan tâm, quý vị và các bạn đặt câu hỏi cho Bùi Tuấn, thì để truyền tải cho Tuấn nhiều động lực hơn nữa, cũng như là kỷ niệm giúp Tuấn một lượt đăng ký kênh để chúng ta tạo ra những cái cơ hội gặp nhau trong lần tới. Thì Tuấn rất là mong sau cái video này Tuấn nhận được sự quan tâm bằng cách là những cái con số đăng ký kênh của Bùi Tuấn sẽ tăng lên trong thời gian tới để Tuấn có nhiều động lực hơn nữa, Tuấn làm nhiều video nữa. Còn bây giờ một lần nữa xin chào, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào.